đào được một bức tượng của Trung Quốc ở trong rừng của Hàn Quốc. Bên trên còn có mảnh vải viết chữ Phạm. Mọi người đều tưởng rằng đào được báu vật, mà không biết rằng đã rước vào một mối phiền phức lớn. Họ còn lấy đi tấm bùa thần bí đó, lộ ra mắt của Phật tổ. Kết quả ngay hôm đó liền có chuyện. Thành phố đổ một trận mưa đen quỷ dị, lúa và cá tôm chết hết sạch. Người đàn ông này chỉ dính chút mưa đen, mắt liền có vấn đề. Anh ta nhìn thấy bố đã mất, sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc này mắt của anh ta đã biến thành màu trắng, bố của anh ta lại xuất hiện ở bên ngoài, không ngừng hỏi anh ta còn tiền không. Người đàn ông sợ đến nỗi không dám động đậy. Ông cụ hiền lành đó đột nhiên biến thành một con quái vật. Người đàn ông vừa lấy chai rượu đập qua đó, đè ông ta xuống đất mà đánh. Mọi người vội vàng kéo anh ra. Ông cụ lúc này đã biến thành ông chủ quán ăn. Sau khi bị bắt đến đồn cảnh sát, triệu chứng vẫn chưa hề suy giảm. Nhìn ai cũng giống bố mình. Sau một hồi co giật, anh ta đột nhiên nhào về phía nữ cảnh sát, cánh tay sắp nữa bị kéo đứt mà anh ta không hề cảm thấy gì. Mấy người vội vàng giữ anh ta lại, lập tức đưa đến bệnh viện. Kẻ cầm đầu gây chuyện là đồ Phật thì bị xem là đồ tham quan, bày ở sảnh tòa thị chính. Tiếp đó họ còn định công khai triển lãm. Hai hòa thượng nhìn thấy tin tức, lập tức cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Bức vẽ trên tường rơi ra hai dòng nước mắt máu. Việc xấu liên tục xảy ra. Một người đàn ông tay cầm liềm, đột nhiên hai mắt trợn trắng xông vào phòng hội nghị. Trong mắt ông ta, tất cả mọi người đều biến thành quái vật. Có người muốn đi ra khuyên nhủ, kết quả bị chém chết ngay tại chỗ. Hiện trường lập tức loạn cào cào. Nhưng bên ngoài cũng không an toàn. Một người đàn ông đột nhiên nhảy lầu, khiến Sojin vô cùng sợ hãi. Còn chưa cho cô hoàn hồn lại, một chiếc xe đột nhiên lao tới. Tài xế ở bên trong sớm đã không còn hơi thở. Đáng sợ hơn là người đàn ông vừa nhảy lầu lúc này lại sống lại. Quảng trường lập tức trở thành một mảng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tài xế này trốn vào trong xe thì bị người đàn ông mắt trợn trắng đuổi kịp, giết chết ngay tại chỗ. Những chỗ khác cũng không hề lạc quan. Hễ mặt biến thành màu trắng là đã bị ác quỷ nhập vào. Họ sẽ không hề do dự gì mà đi đuổi giết những người khác. Rong Xô vừa tìm được nơi trốn thì cấp dưới bên cạnh đột nhiên bắt đầu dụi mắt. Cô ta nhặt bút máy trên đất lên, quay người cắm phập vào cổ của đồng nghiệp. Thấy cô ta chuẩn bị tiếp tục hành hung, Rong Xô đã sợ đến sắp đái ra quần. May mà có người kịp thời đến ngăn cản, Rong Xô mới may mắn thoát được một kiếp. Nhưng những người khác lại không may mắn như vậy. Không phải bị giết trong khi đang gào thét thất thanh, thì bị mất mạng khi đang chạy trốn. Nhưng cũng có người to gan, khi hô ôn cho ngay con zombie một đấm, lại đẩy ngã con zombie vừa nhào đến, nhặt cây búa trên đất lên, đập thẳng xuống, đến cả cán gỗ cũng bị đập gãy. Lúc này những người còn sống khác đều đang chạy về phía tòa nhà, họ đang chuẩn bị đóng cửa, thì một con zombie đột nhiên nhào đến, tóm lấy cổ chân của Rong Xô không chịu buông. Khi hô ôn tóm lấy tóc con zombie, kéo cô ta ra ngoài, vài nhát liền giải quyết xong cô ta. Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Ki-ho-on, những người khác vội vàng mở cửa ra. Khí chất này đã làm đứng hình tất cả mọi người. Nhìn cái gì? Hòa thượng Hàn Quốc không ở chùa niệm kinh khấn Phật, mà đang nghiên cứu kế hoạch kinh doanh. Tiểu hòa thượng nói với anh, bên ngoài đang có mà. Rong Xô phái người đào ra một Phật quỷ thời kỳ Gozel, bên trong phong án một con ác quỷ nghìn năm. Phương Trượng nghe vậy bật cười, nói anh đừng bịa chuyện lằng nhằng, chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để nhà chùa giàu có hơn là được. Tiểu hòa thượng còn định phản bác, Phương Trượng nhắm luôn mắt lại, uy nghiêm mà nói với anh, thời đại này phải tin tưởng vào khoa học, nếu như còn nói linh tinh thì sẽ đuổi anh ra khỏi chùa. Tiểu hòa thượng bị Phương Trượng đuổi ra ngoài, liền nhìn thấy một đám anh em đang bỏ chạy như là nhìn thấy ma. Anh vội vàng vào trong phòng xem, bức tranh trên tường đang chảy máu. Đây là một điểm xấu, đại biểu sắp có thảm họa xảy ra. Lúc này thành phố ở dưới núi đã biến thành địa ngục trần gian rồi. Hễ là người từng nhìn thấy mắt của tượng đá đều bị ma nhập hết, biến thành zombie gặp người là giết. Người sống sót lúc này đang trốn ở trong một tòa nhà. Họ định thành lập phòng an toàn ở đây, đợi quân đội đến cứu trợ. Nhưng tất cả mọi người không thể ngờ rằng, trong này cũng không hề an toàn. Sojin trước đây từng nhìn thấy mắt của tượng đá, cô đã bị ác quỷ nguyền rủa. Lúc này cô lại xuất hiện ảo giác, anh trai bên cạnh đang định an ủi cô, thì Sojin lại sợ hãi bỏ trốn. Ai ngờ cảnh quay thay đổi, cô đang ở trong một cánh đồng xa lạ. Đèn xanh đèn đỏ vốn không nên xuất hiện ở đây, đang liên tục nhấp nháy một cách quỷ dị. Cô vội vàng trở về nhà tìm con gái. Cô cầm cặp vừa quay người lại, liền nhìn thấy một người đàn ông đang áp vào cửa nhìn trộm. Sojin vội vàng khóa trong lại, lấy một con dao ở trong tủ ra, định liều chết phản kháng. Nhưng khi cửa bị mở ra, người trở về lại là con gái của cô. Sojin kinh ngạc không nói ra lời. Con gái của cô bởi vì gặp tai nạn xe đã chết từ rất lâu rồi. Lúc này con gái còn làm nũng với cô. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa, cô vội vàng ôm con gái trốn đi. Nhưng không biết rằng bóng người mờ ảo đó vẫn trốn sau cửa nhìn trộm. Nhưng một việc kỳ lạ lại xảy ra. Sojin căn bản chưa hề rời khỏi tòa nhà một bước nào cả. Tất cả những gì xảy ra lúc nãy, toàn bộ đều là ảo giác của cô. Lúc này người ở bên trong tòa nhà còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ki-ho-on lúc này nói với họ, bởi vì tối qua đổ một trận mưa đen, bên trong có lẽ có chứa virus khiến người ta phát điên. Nhưng họ không ngờ rằng tất cả mọi chuyện quái quỷ đều là do bức tượng Phật đó dẫn đến. Sojin đã bị bức tượng nguyền rủa, cô lại rơi vào ảo giác. Bên ngoài có một con ác quỷ đang tìm kiếm tung tích của cô.
con gái lúc này chạy ra ngoài tìm bố. Sojin vừa đuổi theo ra ngoài tủ quần áo, cô đột nhiên ngất đi trong thực tế. Khi Ho-on phát hiện ra Sojin rất bất thường, quay người cầm lấy gậy bóng chày, rồi sát khí đùng đùng xông đến. Mấy người muốn làm gì? Bắt thằng nhóc này lại cho tôi.